Xin chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn móc một cái chậu hoa hướng dương mini xinh xắn như thế này. Phần hoa thì mình sẽ làm hoa hai lớp ha, hoa hai lớp cánh nè. Đây là xung quanh nè. Mẫu này thì mình sẽ làm có cái chiều cao từ phần đáy của bình lên trên hoa khoảng tầm 15 cm nha. Dụng cụ để làm thì rất là đơn giản. Ở đây mình sử dụng là len mill cotton 125g, hoặc là các bạn cũng có thể thay đổi những loại len khác cũng được ha. Kim móc thì mình dùng kim 2 đầu, ta dùng đầu số 4 tương đương kim 2,5mm nè. Ngoài ra thì còn có thêm kéo cắt len, gòn nhồi ha, để dùng nhồi vào trong cái phần hoa cũng như là chậu hoa phía dưới. Và dụng cụ không thể thiếu đó là kẽm làm cành hoa và kẽm làm lá nè. Các bạn có thể sử dụng thêm cho mình kềm để mình có thể canh chỉnh được cành ha. Và để cho cái bình hoa của mình khi mà sử dụng nó không có bị lung lay nhiều á, các bạn sử dụng thêm cho mình một ít đá bi ở bên trong ha. Đá bi để mình giúp cho cái phần chậu của mình nó nặng hơn nè, cho hoa của mình nó không có bị lung lay nhiều. Đầu tiên cần tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn. Mình sẽ móc phần chậu trước ha. Mũi móc đơn thứ 3, móc đơn thứ 4, móc đơn thứ 5, móc đơn thứ 6, mũi móc thứ 7. Khi có được 7 mũi móc đơn rồi, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên hoàn tất có 7 mũi móc đơn sẽ tạo ra 7 chân cho vòng thứ 2. Thì vòng thứ 2 các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu ha. Móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân nè. Tương tự chân thứ 2 cũng móc 2 mũi móc đơn. Làm tương tự cho đến hết ha. Chân thứ 7 nè. Sau khi đã móc được 7 chân, móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ 2 của mình hoàn tất sẽ tạo ra được tổng cộng là 14 mũi móc đơn ha. Có 14 chân cho vòng thứ 3. Thì vòng thứ 3 móc theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ 2 sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này. Một móc đơn xen 2 móc đơn cùng chân móc ha. Móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối nè. Một móc đơn, sau đó là 2 móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm thứ 2. Cụm thứ 7 sẽ nằm ở 2 chân móc cuối cùng ha. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì ta sẽ được tổng cộng là 7 cụm móc như thế này, tăng được 7 mũi ha. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là phần đáy của chậu hoa mình nó sẽ có cái độ rộng ra hơn nè. Tiếp tục tăng mũi cho đáy của chậu hoa thì các bạn sẽ dựa cho mình vào hàng bên dưới. Mình có một móc đơn xen 2 móc đơn cùng chân móc thì hàng kế tiếp tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ lên một mũi ha. Ở đây mình có một mũi nè, thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi mỗi chân. Chân đầu tiên luôn là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng phía dưới ha. Được 2 mũi mỗi chân, chân kế tiếp móc 2 mũi cùng chân móc. Ta sẽ được một cụm móc như thế này, và các bạn sẽ làm tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng. Mình sẽ có nè, 2 mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm thứ 2. Cụm thứ 7 sẽ nằm ở 3 chân móc cuối cùng ha. 2 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân móc. Kết thúc vòng thứ 4 nè, ta có được 7 cụm móc như thế này, tăng được 7 mũi. Tiếp tục đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên ha, móc một mũi dời. Lên một mũi móc xích. Để tăng thêm cái độ rộng cho phần đáy của mình, tiếp tục hàng kế tiếp tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ lên thêm một mũi. Ở đây mình có 2 mũi thì tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi mỗi chân. Và xen kẽ sẽ là 2 mũi cùng chân móc ha. Ta có 3 mũi mỗi chân nè. Được 3 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ là 2 mũi cùng chân móc. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi nó đạt được cái độ rộng của phần đáy bên như các bạn mong muốn là được ha.
Chậu hoa của mình có chiều cao là 15 cm, cho nên mình sẽ để cái chiều cao từ phần cành cho đến phần hoa là 10 cm và chiều cao của chậu là 5 cm, thì cái phần đáy bình mình sẽ dừng lại ở 5 cm ha. Ta có được 5 hàng móc tăng mũi rồi nè, giúp cho phần đáy bình nó có độ rộng ra rồi. Mình dừng lại ở hàng móc có cụm là 3 mũi móc đơn mỗi chân xen 2 mũi móc đơn cùng chân nè. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân trên ha. Thì để móc cái phần thân trên nè, thay vì các cái hàng móc bên dưới, mình móc luôn vào chân móc đầu tiên. Chân móc đầu tiên mình sẽ móc từ ngoài vào trong nè, tức là từ trên xuống dưới ha, theo chiều này. Thì thay vì móc cái chân móc này, các bạn sẽ đưa kim cho mình xuống dưới, mình đâm kim từ dưới lên cũng vào cái chân móc đầu tiên đó nha. Sau đó mình sẽ đâm ngang qua cái chân móc thứ hai. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Đây, ta sẽ có được hàng móc như thế này ha. Mình sẽ làm lại nè. Thay vì đâm kim từ trên xuống dưới chân đầu tiên thì đưa kim xuống dưới, đâm kim từ dưới lên trên cũng vào chân đầu tiên đó. Sau đó đâm ngang qua cái chân thứ hai. Móc vào đây một mũi móc đơn. Ta có được mũi móc đơn đầu tiên cho cái hàng móc thứ sáu này ha. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai của hàng móc này sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc thứ hai, đâm ngang qua chân thứ ba. Móc vào một mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ ba thì tương tự, đâm kim từ dưới lên trên vào chân thứ ba, đâm ngang qua chân thứ tư. Móc vào mũi móc đơn. Đây, mình sẽ có được một cái độ sâu như thế này ha, móc tương tự cho đến hết vòng. Cứ mũi móc đơn thứ bao nhiêu thì mình sẽ đâm kim vào chân thứ bấy nhiêu ha, sau đó đâm ngang qua chân kế bên nè, móc vào mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì lưu ý cho mình cái mũi cuối cùng sẽ là cái chân cuối cùng mà mình vừa đâm ngang qua ha. Sau đó đâm ngang qua cho mình cái chân của mũi dời kết thúc cái vòng cuối cùng của cái hàng đáy á. Là cái chân của mũi dời sát bên đây nè. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó lên một mũi móc xích. Ta sẽ có được cái phần đáy bình như thế này ha. Nếu mà các bạn sợ cái số mũi này nó không chính xác thì các bạn sẽ đếm cho mình cái số mũi của vòng tăng cuối cùng ở phần đáy là bao nhiêu mũi. Thì cái phần thân trên mình sẽ móc bằng với cái số mũi đó ha, là nó chính xác nhất. Sau đó đến hàng kế tiếp, mình muốn cho cái phần thân bình của mình nó có cái độ phồng hơn một tí nè. Thì mình tiếp tục tăng mũi cho cái hàng móc này. Thì để tăng mũi mình tiếp tục dựa vào cái hàng móc tăng mũi cuối cùng của cái phần đáy. Mình có 3 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân. Thì các bạn tiếp tục tăng từng tiếng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi ha. Mình sẽ có 4 mũi móc đơn mỗi chân nè. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Tăng được một mũi rồi chân kế tiếp sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì như vậy là ở hàng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng ta tăng được 7 mũi cho cái hàng móc này ha, giúp cho phần thân bình nó có cái độ rộng ra rồi. Thì kết thúc đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích nè. Thì mình sẽ dừng lại ở cái độ rộng này ha. Những bạn nào mà muốn cho nó rộng hơn thì có thể tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên tiếp tục ha, cho từng hàng móc cho đến khi đạt được cái độ rộng mà các bạn mong muốn là được. Bây giờ mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Các bạn cứ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần chậu của mình nó đạt được cái chiều cao 5 cm ha. Sau khi đã móc thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái chậu hoa của mình nó đã có cái chiều cao khoảng tầm 5 cm rồi nè, có được một cái độ rộng như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần đất ở nằm chính giữa. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái mẫu đất như thế này rồi. Cách tăng mũi thì tương tự giống như cách mà mình tăng mũi ở cái chậu bình nè, từ cái chậu đáy này lên đến cái hàng mà mình tăng cuối cùng của phần thân chậu ha. Ta sẽ có 6 hàng móc tăng mũi, các bạn sẽ trừ cho mình cái hàng móc mà mình tạo cái điểm G ở dưới nha.
Thì lúc này cái phần đất của mình nó sẽ có tổng cộng là 6 hàng móc tăng mũi. Và số mũi móc cuối cùng ở cái hàng ngoài cùng nó đã bằng với tổng số mũi móc của cái chậu hoa rồi ha. Đối với những bạn nào mà khi mà mình muốn tăng size, mình móc theo công thức nè. Thì khi móc theo công thức như vậy, những cái mũi móc mà mình móc hai mũi móc đơn cùng chân móc nó sẽ nằm chồng lên nhau cho các cái hàng móc. Đây, hai mũi cùng chân móc nó sẽ nằm chồng lên nhau nè. Khi làm chồng lên nhau như thế này, những bạn nào mà muốn tăng size á thì nó sẽ bị những cái điểm góc như thế này. Đây, ở đây nó có các cái điểm góc nè. Nó sẽ không có được đẹp ha. Đối với những bạn nào mà muốn cho nó tròn đều hơn á thì công thức mình có để ở trên màn hình ha. Các bạn sẽ hoán đổi vị trí cho mình đối với những hàng móc mà có cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn. Mình sẽ đưa hai mũi móc đơn cùng chân đó nằm ở chính giữa của cái số mũi lẻ đó ha. Ví dụ ở đây nè, 4 mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi cùng chân móc. Thì các bạn sẽ hoán đổi cho mình cái cụm này là hai mũi mỗi chân, hai mũi cùng chân và hai mũi mỗi chân ha. Và làm tương tự cho mình xen kẽ thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Hàng nào mà số mũi móc đơn lẻ là số lẻ thì mình không cần phải hoán ha. Ta có được cái phần đất như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ nẹp vào trong cái chậu hoa. Đặt cho mình cái phần đất cái mặt phải lên trên ha. Ta đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của phần chậu nè. Đồng thời đâm kim vào cái chân móc mà ta móc cuối cùng của cái phần đất. Đây, đặt cái mặt phải lên trên ha. Đâm kim vào hai chân móc song song như thế này, móc vào một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại ha. Cứ nẹp hai chân móc song song liên tiếp với nhau lại thành một mũi nè. Móc vào đây một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng vậy ha. Hai chân song song nè, móc vào mũi móc đơn, sau đó làm tương tự cho đến hết. Và lưu ý cho mình khi các bạn móc gần đến hết rồi, để giúp cho cái chậu bông của mình nó đứng vững hơn, nó không có bị lung lay quá nhiều ha. Thì khi các bạn nẹp cho mình đến cái đoạn cuối cùng á, các bạn sẽ nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong. Mình sẽ nhồi một lớp gòn ở bên dưới trước nè. Sau đó sử dụng thêm cho mình một ít đá bi, mình sẽ nhét ở bên dưới. Nó sẽ giúp cho cái chậu hoa của mình nó được đứng vững hơn ha, nó nặng ở phần chậu này. Sau đó tiếp tục nhồi thêm một lớp gòn ở bên trên nữa. Sử dụng cho mình một lượng gòn vừa đủ ha, để khi mà mình nhét cái cành hoa lên á, nó cũng giữ vững được cái cành hoa ha. Sau đó viền cho đến hết. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái phần chậu rồi nè, thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần viền ở bên ngoài cho chậu của mình nó được đẹp hơn ha. Khi mình bỏ đá vào nè, thì cái chậu của mình nó không có bị lung lay nhiều nha. Để móc cái phần viền cho chậu hoa, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Từ đây móc lên cho mình thêm một mũi móc xích nữa nè. Tức là ở đây mình có hai mũi móc xích rồi ha. Đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Chân thứ hai móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân thứ ba sẽ móc một mũi kép đơn. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào cái chân móc kế bên móc cho mình một mũi dời. Như vậy là ta sẽ được một cái họa tiết cho phần viền của chậu ha. Họa tiết của mình nó sẽ có 4 cái chân móc như thế này. Lên 2 xích nè, chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Chân thứ hai sẽ móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Và chân thứ ba móc một mũi kép đơn. Được cộng như thế này rồi, móc lên 2 xích, móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Sau đó các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi viền đến hết, có nhiều trường hợp cái số mũi móc cuối cùng nó sẽ không đủ để mình tạo thành những cái cụm như thế này ha. Thì các bạn có thể chia cho mình cái cụm cuối cùng, hai cái cụm cuối cùng á, mình có thể chia cái khoảng cách của nó sát nhau một tí nè. Thì ở đây mình có chia cái cụm kế cuối nè, cái mũi dời kết thúc nó sẽ nằm ở chân của mũi kép đơn cuối cùng của họa tiết nha. Móc lên 2 xích, sau đó còn lại 3 chân cuối cùng thì mình cứ móc họa tiết như bình thường. Chân đầu tiên một kép đơn. Chân thứ hai hai kép đơn cùng chân móc. Và chân thứ ba một mũi kép đơn. Sau đó kết thúc móc lên 2 mũi móc xích. Đâm kim vào chân của mũi dời
mà ta nẹp cái phần chậu hoa lại á, móc vào đó một mũi dời, kéo dài sợi len và cắt len. Cái sợi len của mình đang nằm ở phía ngoài nè, các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc, mình kết thúc mũi dời, sau đó mình giấu cái sợi len vào trong cái chậu hoa của mình luôn ha. Ta sẽ hoàn tất được một cái chậu hoa mini như thế này. Thì bây giờ mình sẽ móc cái cành hoa ở bên trên ha. Mình sẽ móc cái phần nhụy, tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn đó 5 mũi móc đơn. 1, móc đơn thứ 2, móc đơn thứ 3, móc đơn thứ 4 và mũi móc đơn thứ 5. Được 5 mũi rồi, nắm sợi len ngắn cút thật mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Hàng thứ hai trở đi thì cách tăng mũi cũng tương tự giống như phần đáy và phần đất của chậu hoa ha. Ở đây mình có móc cái phần thân sau rồi nè. Phần thân sau thì móc cho mình luôn vào chân móc. Còn đối với cái phần nhụy, để ý cho mình ở mỗi chân móc nó có hai đường móc. Một đường nằm ở bên dưới nè và một đường nằm bên trên. Thì tất cả các cái chân móc của cái phần nhụy á, mình đều móc vào đường móc nằm bên dưới ha. Hàng móc này công thức mỗi chân là hai mũi móc đơn. Thì cứ đâm kim vào đường nằm bên dưới nè. Mỗi chân như vậy mình sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ ba nè. Chân thứ tư nè. Hai mũi móc đơn cùng chân móc và đâm kim vào đường bên dưới ha. Chân thứ năm nè. Sau đó kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Cái phần thân dưới của hoa, cái phần thân màu xanh của hoa các bạn cũng làm tương tự cho mình theo công thức của phần nhụy này ha. Chỉ khác một cái là phần nhụy mình đâm kim vào đường nằm bên dưới. Còn đối với cái phần thân ở phía sau á, mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc nè. Nó sẽ tạo ra được cái điểm nhọn như thế này. Hàng kế tiếp thì cũng tương tự, một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc và đều đâm kim vào đường nằm bên dưới ha. Đây. Chân đầu tiên nè, một móc đơn và đường nằm bên dưới. Chân thứ hai sẽ là hai móc đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối nè. Thì để ý lúc này cái phần nhụy của mình nó sẽ có những cái đường gờ. Tức là cái chân móc á, nằm ở bên trên nó sẽ lộ ra bên ngoài nè. Lát nữa mình sẽ móc cái phần nhụy cũng như là phần cánh hoa ở những cái đường móc này ha. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi cái phần đài hoa của mình cũng như là cái phần nhụy hoa nó có tổng số hàng móc tăng bằng với tổng số hàng móc tăng của phần chậu hoa là được nhé. Tức là mình sẽ tăng tổng cộng là 6 hàng móc nè. Tính luôn cả cái hàng móc tăng cuối cùng ở cái phần thân chậu luôn ha. Đây ở đây là 5 hàng nè, phía trên này một hàng nữa là 6 hàng móc tăng. Thì cái phần đài cũng như phần nhụy mình cũng là móc 6 hàng tăng luôn ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình được 6 hàng móc tăng nè, phần nhụy thì chừa ra một hàng một đường nằm bên trên, còn cái phần đài ở phía sau thì mình không chừa nè. Thì bây giờ các bạn sẽ cắt len cho mình ha, sau đó mình sẽ tạo cái phần nhụy trước. Đưa cho mình sợi len ra phía sau, ta đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái hàng mà mình chừa ra của cái vòng đầu tiên nè. Mình sẽ móc vào những cái đường móc mà mình chừa ra đó ha. Đây. Thì ta đâm kim vào cái vòng đầu tiên trước. Đâm kim vào một chân móc bất kỳ. Kéo cái sợi len này qua chân móc. Móc lên 4 mũi móc xích, sau đó chân đó mình tiếp tục móc vào đó một mũi dời. Thì cái phần nhụy hoa này các bạn sẽ dễ dàng để ý cho mình cái công thức của nó nè. Một chân móc nó sẽ có một mũi dời. 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4, sau đó tiếp tục một mũi dời vào cùng cái chân móc đó luôn á. Đây, ta sẽ có được cái phần nhụy như thế này ha. Chân kế tiếp cũng vậy nè, một mũi dời, 4 mũi móc xích,
và một mũi dời vào cùng cái chân móc. Sau đó tiếp tục chân kế bên cũng vậy, một mũi dời, bốn mũi móc xích và tiếp tục một mũi dời. Cứ lần lượt làm tương tự như vậy cho mình cho đến hết ha. Mỗi chân ta sẽ có một dời, bốn xích và một dời. Cái vòng đầu tiên á, các bạn tiếp tục đâm kim cho mình luôn vào cái chân của mũi dời luôn ha. Mình tạo luôn cái phần nhụy ở chân của mũi dời, gồm một dời nè, bốn xích và một dời. Kết thúc được cái vòng đầu tiên rồi, tiếp tục dời kim cho mình đến cái chân móc phía sau của cái hàng thứ hai. Và mình cũng làm tương tự nè, dời kim vào cái chân móc đầu tiên. Sau đó mỗi chân móc cũng có một dời, bốn xích và một dời ha. Tiếp tục này, chân kế bên một dời nè, bốn mũi xích nè và một mũi dời. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng, sau đó móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa, chừa cho mình cái vòng cuối cùng. Sau khi đã hoàn tất được cái phần nhụy, chừa cho mình một cái hàng cuối cùng của mũi đơn á, thì bây giờ mình sẽ cắt len ha, giấu cho mình sợi len này ra phía sau. Giấu sợi len thường vào trong các cái mũi móc ha. Ta sẽ có được cái phần nhụy của hoa như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tạo phần cánh cũng như nẹp cái phần đai vào nè. Các bạn sử dụng cho mình sợi len màu vàng ha. Đưa cái sợi len màu vàng ra phía sau, đâm kim vào cái chân móc của mũi dời kết thúc ở phần nhụy, đồng thời đâm kim vào cái chân móc của cái mũi cuối cùng ở phần đai. Sau đó kéo cái sợi len màu vàng qua hai cái chân móc này, đẩy cho mình các cái sợi len thường qua một bên ha. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó chân móc kế bên mình cũng đẹp tương tự ha, hai chân móc tương ứng với nhau thành một mũi. Nhưng mà để ý cho mình, ở cái phần nhụy thì mình sẽ đâm kim vào đường nằm bên dưới, còn ở cái phần đai mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc. Móc vào đây một mũi móc đơn nè. Sau đó làm tương tự cho mình cho các chân còn lại ha. Cứ phần nhụy thì sẽ đâm kim vào đường móc nằm bên dưới, còn phần đai thì sẽ đâm kim luôn vào chân móc. Hai chân song song nè, móc vào đó một mũi móc đơn. Thì phần cánh của mình sẽ móc ở cái đường móc nằm bên ngoài của cái hàng móc ở phần nhụy và cái hàng móc của cái mũi đơn mà mình đang nẹp đây ha. Móc vào đây mũi móc đơn nè. Sau đó nẹp tương tự cho đến hết. Sau khi đã nẹp đến hết, còn lại một đoạn nhỏ thì các bạn sẽ nhồi gòn vào bên trong ha. Mình sẽ nhồi một lượng gòn vừa phải này cho cái phần hoa của mình nó cứng cáp. Sau đó mình nẹp đến cuối. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Bây giờ mình sẽ móc cái cánh hoa ha. Thì cánh hoa sẽ được móc vào chân của mũi đơn ở hàng màu vàng, và ở phía trên nó có một cái đường nằm bên trên của cái hàng màu nâu nè. Mình sẽ móc hai tầng. Thì mình sẽ móc cái tầng ở phía ngoài trước ha. Từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích. Một cánh hoa của mình nè, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân đầu tiên một mũi kép đơn. Tiếp tục là một mũi kép đôi cũng vào cái chân móc này ha. Mũi kép đôi thì lấy len hai vòng lên kim, đâm kim vào cùng chân móc đó, sau đó kéo len qua chân móc. Trên kim được bốn đường móc, kéo len lần lượt qua hai chân trên kim, lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba, ta sẽ có được mũi kép đôi ha. Từ đây móc lên hai mũi móc xích, đâm kim vào chân của mũi móc xích đầu tiên, móc một mũi dời để tạo cái điểm nhọn cho phần cánh. Sau đó tiếp theo sẽ là mũi kép đôi và mũi kép đơn vào chân móc kế bên. Ta có mũi kép đôi trước nè. Sau đó tiếp tục là mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Từ đây móc lên hai mũi móc xích và kết thúc đâm kim vào chân của mũi mà ta móc cái cụm cuối cùng á. Móc một mũi dời. Như vậy là một cánh hoa của mình nó sẽ hoàn tất ở hai chân móc ha.
Tiếp tục cánh thứ hai thì dời kim qua cái chân móc này. Hai chân móc kế tiếp này thì chân đầu tiên móc một dời rồi, lên hai xích. Sau đó tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên đó, một kép đơn. Một kép đôi. Móc lên hai mũi móc xích. Đâm kim vào chân của mũi xích đầu tiên móc một dời. Tiếp tục là hai mũi kép đôi và kép đơn vào chân móc thứ hai của cánh ha. Móc lên hai mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc thứ hai đó móc tiếp một mũi dời. Ta có được cánh thứ hai ha, và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến hết. Cứ mỗi cánh thì mình sẽ móc ở hai cái chân móc kế bên. Thì chân móc đầu tiên móc một dời, hai xích, một kép đơn, một kép đôi. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân thứ nhất một mũi dời. Tiếp tục chân thứ hai thì mình sẽ móc mũi kép đôi, mũi kép đơn, lên hai mũi xích và một mũi dời vào cái chân thứ hai đó luôn. Sau đó tiếp tục dời kim qua các chân còn lại và làm tương tự cho mình cho đến hết. Khi móc được đến hết thì tiếp tục móc cái tầng thứ hai. Tầng thứ hai là tầng nằm ở phía trên ha. Các bạn đẩy cho mình cái cánh của tầng thứ nhất nè, đẩy xuống dưới. Sau đó mình thấy cái đường móc của cái phần màu nâu ha, thì đâm kim từ dưới lên trên nè, vào chân móc kế bên móc một mũi dời. Từ đây mình tiếp tục tạo cái cánh tương tự, cứ lên hai xích, sau đó móc một kép đơn và một kép đôi vào cái chân móc đầu tiên, vào cái đường móc nằm bên ngoài của cái hàng màu nâu á nha. Lên hai xích nè, móc vào chân đầu tiên một mũi dời. Sau đó tiếp tục đâm kim qua chân thứ hai, móc cho mình một kép đôi, một kép đơn. Một kép đôi nè. Vào chân thứ hai ha. Một kép đơn. Lên hai mũi xích và một mũi dời. Sau đó móc tương tự cho đến hết cái vòng này. Ta sẽ có được cánh hoa hai tầng như thế này ha. Móc cho đến hết vòng. Sau khi đã móc được đến hết vòng thì cái cánh hoa của mình sẽ tạo ra hai tầng như thế này, giúp cho phần cánh của mình nó có cái độ dày hơn rồi ha. Ta hoàn tất được một cái mẫu hoa hướng dương như thế này. Thì tiếp tục mình sẽ móc cái phần lá. Ở đây mình đã móc sẵn một cái lá như thế này rồi nè, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc ha. Phần lá thì mình sẽ nẹp cọng cước nhỏ nha. Tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây móc lên 10 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có được 10 mũi rồi, tiếp tục móc lên 1 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ 10. Đồng thời các bạn đưa cho mình cái phần kẽm nẹp lá, phần kẽm mỏng ha, cũng đưa vào trong luôn. Khi mình móc mình giấu cái sợi cước này vào trong mũi móc nè. Móc vào đây mũi móc đơn. Chân thứ 9 sẽ móc cho mình mũi nửa kép. Từ chân thứ 8 trở đi thì mình sẽ móc mũi kép đơn ha. Móc cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, còn cái chân móc cuối cùng thì chân cuối cùng móc cho mình 4 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Kép đơn đầu tiên nè, kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư. Khi có được 4 mũi kép đơn vào chân móc cuối cùng đó, móc lên 2 mũi móc xích, đâm kim vào cái chân xích đầu tiên móc một mũi dời. Sau đó tiếp tục cũng chân móc đó mình sẽ móc 4 mũi kép đơn luôn ha. Ta sẽ có được mũi thứ 5 nè, mũi thứ 6, mũi thứ 7 và mũi thứ 8.
Thì cái chân móc cuối cùng đó ta sẽ móc 8 mũi kép đơn vào cái chân cuối cùng đó ha. Sau đó tiếp tục cái chân móc kế tiếp thì mình sẽ móc đối xứng. Lúc này mình sẽ có 7 mũi kép đơn vào 7 chân nè. Sau đó hai chân cuối cùng thì mình sẽ giảm cái độ cao của mũi móc. Chân kế cuối móc 1 mũi nữa kép, chân cuối cùng móc 1 mũi móc đơn. Ta sẽ có được cái form lá như thế này rồi, bây giờ mình sẽ viền lại ha. Để viền lại này các bạn sẽ đưa cho mình cái cọng cước mà thứ hai á, đưa cho mình vào chính giữa kim với sợi len, móc lên 1 mũi móc xích. Sau đó tiếp tục cái đoạn cước còn lại mình sẽ đưa cũng vào chính giữa đó luôn. Và mình sẽ móc các cái mũi dời vào các cái chân móc. Mỗi chân cứ móc cho mình 1 mũi dời ha. Móc tương tự cho mình cho đến cái điểm nhọn của phần lá nè. Khi móc được đến cái điểm nhọn của phần lá thì lúc này ở đây mình có cái khoảng nhọn nè, móc cho mình vào cái khoảng trống giữa đó 1 mũi dời. Sau đó móc lên 1 mũi móc xích và tiếp tục 1 mũi dời cũng vào cái khoảng trống đó luôn. Ta tạo được cái điểm nhọn ở cái hàng viền rồi ha. Thì tiếp tục dời kim đến các cái chân móc bên này, mỗi chân móc 1 mũi dời. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi móc được đến cuối hàng thì kết thúc cũng đưa cho mình một cái đoạn cước bên này qua một bên. Móc lên 1 mũi móc xích, kéo và cắt len. Canh chỉnh lại cho cái phần lá của mình nó ra cái form hơn nè. Ta sẽ có được cái chiếc lá cho cái chậu hoa của mình xinh xắn như thế này ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng thêm một cái kẽm to để mình làm cành nè. Sử dụng cho mình thêm một đoạn kẽm để nẹp lá nè, các bạn sẽ đâm cho mình qua cái vòng tròn đầu tiên của cái phần đài hoa phía sau á. Đâm ngang như thế này ha. Sau đó canh chỉnh cho hai cái đầu của cái đoạn cước này bằng nhau. Tiếp tục cái kẽm cành các bạn sẽ đâm kim vào vòng tròn đầu tiên của cái phần đài. Đâm sát lên cái phần nhụy bên trên ha, nhưng mà đừng có để cho nó lộ ra bên ngoài nè. Sau đó giữ cố định cho mình ba cái điểm phía sau, đưa cái sợi len ra và mình sẽ quấn cành ha. Xét lại nè. Khi quấn thì các bạn lưu ý quấn cho mình cái đoạn len này xét lại với nhau ha. Quấn một đoạn vừa phải rồi, tạo được cái độ cao cho cái phần cành rồi nè. Được cái độ cao tầm 15 cm rồi. Thì bây giờ các bạn tiếp tục đưa cho mình cái phần lá qua hai bên ha. Đưa cái mặt phải lên bên trên nhé. Đưa lá qua hai bên nè. Sau đó mình sẽ tiếp tục quấn ha. Các bạn sẽ quấn chặt cho mình hết các cái đoạn mà mình để thừa ra nè. Quấn kín lại. Khi quấn cho đến đoạn kết thúc rồi, sử dụng cho mình một ít keo. Sau đó tiếp tục quấn cho cái sợi len của mình nó dính chặt ha. Và mình sẽ cắt cái đoạn cước thừa này đi. Thì cái độ cao mà mình quấn cái phần len ở cái phần lá đi xuống á, nó sẽ bằng với chiều cao của phần bình nha. Cắt cái đoạn cước này đi nè. Ta sẽ có được một cái cành hoa hướng dương như thế này. Sau đó các bạn sẽ sử dụng tay và mình xoáy cho cái cành hoa này nó nẹp vào bên trong của chậu nè. Để dễ dàng thì cứ xoáy tròn cho mình là nó sẽ vô ha. Sau đó canh chỉnh cho lá cũng như là cái cành hoa của mình. Hoa của mình thì các bạn có thể vẽ cong để cho hoa nó ngửa mặt ra phía trước ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn móc một cái chậu hoa hướng dương mini xinh xắn như thế này. Các bạn cũng có thể thay đổi những mẫu hoa khác hoặc cũng có thể tăng giảm size tùy thích ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!